Bình nước nóng hơi đốt hoạt động như thế nào? Vào mùa đông, sau một ngày làm việc mệt mỏi hoặc sau khi vận động, chúng ta thường muốn tắm ngay cho thoải mái, nhưng nếu tắm bằng nước lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nếu phải đun nước nóng thì rất lâu, rất bất tiện, nhưng nếu sử dụng máy nước nóng hơi đốt thì chỉ cần ấn nút mở trên bình nước nóng là ta có ngay nước nóng để tắm, bình sẽ tự điều chỉnh nhiệt độ mà không cần. Qua hệ thống sen vòi trong phòng tắm, nguyên lý hoạt động của bình nước nóng hơi nước rất đơn giản. Trong bình có rất nhiều vòi phun nhỏ, dưới các vòi phun này có các dây mây so điện, khi bạn bật công tắc của bình, nước lạnh từ ống chảy ra, đồng thời các dây mây so được đốt nóng, nước lạnh sẽ chảy qua các dây mây so làm nóng nước, nhiệt động của các dây mây so tùy thuộc vào việc điều chỉnh của người sử dụng. Nhiệt độ của các dây mây so càng nóng thì nước càng nóng và ngược lại, như vậy, dùng bình nước nóng rất tiện lợi nhưng cần chú ý an toàn.